Tôn Hành Giả đánh lại, đặng 6-7 hiệp La Sát quạt một cái. Tôn Hành Giả đứng chờ chờ, cười và nói rằng: "Mặt dữ, lão Tôn chẳng hơ hỏng như chư trước đâu. Nếu chỉ quạt mà tôi nhúc nhích thì tôi không phải con người. Hãy quạt thêm ít, kẻo nực quá." La Sát mới nổi sung, quạt luôn 2 quạt, thiệt không động đậy chút nào. Khi ấy La Sát hái kinh, chạy vào đóng cửa động. Tôn Hành Giả mới xé bầu áo, ngậm viên thuốc vào miệng, chẳng dè thuốc chạy thuật vô bụng. Tôn Hành Giả hóa ra một con bổ hong, bay vào trong động, thấy La Sát đường nói: "Khát quá, khô cổ quá, đem trà ra đi." A Hoàn mới rót một chén nước trà đem cho La Sát. Tôn Hành Giả thừa dịp bay vào chén nước trà, nằm lộn trong bọt. Bởi cơ ấy, La Sát không ngó thấy con bổ hong nên uống lầm vào bụng. Tôn Hành Giả hiện hình nhỏ mới hét lớn rằng: "Tàu tàu, cho tôi mượn quạt 3 tiêu hay không?" La Sát mê hái kinh thất sắc, hỏi rằng: "Con nhỏ đó không đóng cửa hay sao?" A Hoàn mới nói: "Tôi nghe tiếng ở trong mình bà kêu ra." La Sát nói: "Hành Giả, ngươi ở đâu mà làm phép thuật vậy?" Tôn Hành Giả mới nói: "Tôi thuở nay không làm phép thuật bao giờ, ấy là phép thiệt. Tôi bây giờ ở trong bụng chị, ngó thấy ngũ tạng rõ ràng, biết chị đương khát nước, để tôi cho chị chút nước dằn lòng." Nói rồi đạp xuống một cái, La Sát đau quá ngồi xuống mà rên. Tôn Hành Giả nói: "Xin tàu tàu đừng từ chối, tôi xin dưng một vật điểm tâm." Nói rồi nhảy dựng đụng đầu nhằm vào trái tim. La Sát đau bụng ngã lăn dưới đất, liền năn nỉ rằng: "Thôi, tôi xin thúc thúc tha cho." Tôn Hành Giả mới nói: "Bây giờ chị mới chịu nhìn ông chú à? Tôi cũng vì tình yêu đại ca nên mới không nỡ giết thôi. Cho mượn quạt mau lên." La Sát mới nói: "Tôi chịu chú rồi, mau ra mà lấy quạt." Tôn Hành Giả mới nói: "Chị đem cho tôi coi thử rồi mới chịu ra." La Sát mới bảo A Hoàn lấy quạt. Tôn Hành Giả lên khỏi họng, ngó thấy quạt rõ ràng, liền nói rằng: "Bởi tôi không làm hại tàu tàu nên không soi bụng mà ra. Tôi tính ra trên miệng, vậy chị hãy há miệng 3 lần cho tôi nhảy ra." La Sát y lời há miệng, Tôn Hành Giả đã hóa bổ hong bay đậu trên cây quạt. Còn La Sát không hay cứ há miệng 2-3 lần rồi mới kêu rằng: "Chú hãy lấy nó ra đi." Tôn Hành Giả hiện hình cầm cây quạt nói: "Tôi đứng đây nè, có hồi mới há miệng lần thứ nhất. Cảm ơn chị cho mượn quạt, quạt rồi em trả tức thì." Nói rồi đi một nước, A Hoàn mở cửa đưa đi. Khi ấy Tôn Hành Giả đem quạt về Hồng Chuyên Trang ra mắt Tam Tạng và thuật chuyện, rồi đưa cây quạt mà hỏi ông chủ nhà: "Có phải cây này không?" Ông ấy nói phải. Tam Tạng mới mừng rỡ, thầy cho từ giá ra đi. Cách 40 dặm đường, hơi nóng ra gần lột ra. Sa Tăng mới nói: "Ôi, bà nóng quá." Bát Giới mới nói: "Nóng quá, cẳng chân tôi gần chín rồi, còn con ngựa nóng vó nên cũng chạy mất tiêu." Tôn Hành Giả thấy vậy nói rằng: "Xin thầy xuống ngựa, đợi tôi quạt tắt lửa và mưa xuống cho mát đất rồi sẽ đi." Nói rồi xách quạt chạy tới núi, quạt một quạt lửa cháy dần, quạt bồi một cái nữa, lửa cao đến ngàn trượng, nó lại cháy lan ra ngoài. Tôn Hành Giả mới kinh hãi nhảy lên, coi cặp giò lông bị thui cháy khét lẹt. Tôn Hành Giả chạy lại la lớn rằng: "Thầy chạy về cho mau, kẻo lửa cháy tới." Tam Tạng mới kinh hãi nhảy lên ngựa chạy mù. Sa Tăng Bát Giới cũng chạy, cách 20 dặm mới bớt nóng. Tam Tạng mới nói: "Ngộ Không, sao vậy? Bây giờ tính sao?" Tôn Hành Giả liệng cây quạt nói lớn rằng: "Không xong, không xong rồi, tôi bị chúng nó cháo đồ rồi. Thật là điếm mắc điếm mà." Bát Giới hỏi: "Vì cớ nào vậy?" Tôn Hành Giả nói: "Một quạt lửa từng lên, lại quạt cháy ra bội, quạt giáng một cái nữa, lửa cháy tưng bừng, phải chạy chậm thì cháy lông hết thầy." Sa Tăng mới nói: "Lửa cháy tới đón đường, đi không biết đặng đính làm sao?" Bát Giới nói: "Coi phía nào không lửa thời đi." Tam Tạng nhìn vậy mới hỏi: "Ngõ nào mà không lửa?" Bát Giới nói: "Thiếu gì đâu, phía nam và phía bắc, phía đông, đời nào có núi lửa?" Tam Tạng mới nói: "Thế hướng nào có kinh?" Bát Giới nói: "Thì phía tây." Tam Tạng nói: "Bề nào cũng đi phía có kinh." Sa Tăng mới nói: "Thật là khó, phía có kinh thì có lửa, phía không lửa lại không kinh, thiệt hại lẽ không bề lui tới." Bốn thầy trò ngó lại, thấy một ông đạo sĩ tay chống gậy đầu rồng, chân đi đôi giày sắt,
lại dắt một con quỷ mang cá. Quỷ ấy đầu đội bồn cơm. Đạo sĩ bái và thưa rằng: tiểu thần là thổ địa núi này, biết đại thánh đem thầy qua Hỏa Diệm Sơn không đặng, nên dưng cơm lót lòng. Tôn Hành Giả mới nói: sự ăn uống không vội gì, xin bày thế nào cho qua núi lửa? Thổ địa nói: muốn quạt tắt lửa Hỏa Diệm Sơn phải mượn quạt ba tiêu của Bà La Sát. Tôn Hành Giả lượm cây quạt lên mà hỏi rằng: có phải cái đống này chăng? Thổ địa xem rồi cười rằng: đây là cây quạt giả, quạt sao cho tắt, đại thánh bị chúng nó lừa rồi. Tôn Hành Giả hỏi: vậy chiếc quạt thiệt ở đâu? Thổ địa bái mà cười rằng: muốn đặng quạt ba tiêu phải tìm vua Đại Lực. Tôn Hành Giả mới hỏi: Đại Lực Vương là ai? Đại Lực Vương là Ngưu Ma Vương đó. Tôn Hành Giả mới hỏi: nói vậy thì Ngưu Ma Vương nổi lửa đặt tên là Hỏa Diệm Sơn à? Không phải, nếu đại thánh thứ tội tôi mới dám thưa. Hành Giả nói: chuyện chi thì nói thiệt đi, ta chẳng chấp đâu. Thổ địa mới nói: thiệt lửa này là của đại thánh đốt đó. Tôn Hành Giả mới nổi giận hét lớn: ta không phải quân đốt nhà, sao ngươi dám vu hoa? Thổ địa mới nói: xin đại thánh đừng nóng này, chắc là đại thánh không quên tôi. Nguyên thuở xưa không có hòn núi này, từ khi đại thánh bị lão quân bỏ vào lò bát quái mà đốt. Bị đại thánh nhảy ra đá lò đốt than mà rất ít tấm gạch xuống đất mới hóa ra núi này. Còn tôi là đạo sĩ giữ lò bát quái, bị lão quân bắt tội tôi không coi cho kỹ nên đày xuống làm thổ địa Hỏa Diệm Sơn. Bát Giới mới cười rằng: nói vậy người gốc là đạo sĩ phụ lò này mới làm thổ địa à? Tôn Hành Giả ngẫm nghĩ hỏi rằng: còn ngươi bảo ta kiếm Ngưu Ma Vương làm chi? Thổ địa mới nói: Ngưu Ma Vương là chồng La Sát, hai năm nay bỏ La Sát qua ở bên núi Tích Lôi Động Ma Vân, chúa động là Hồ Ly, nay đã thác rồi. Có người con gái là Ngọc Diện công chúa, vì sự không ai làm chủ nên ưng Ngưu Ma Vương, mê vợ bé mới bỏ vợ lớn. Nếu đại thánh tìm đặng Ngưu Ma Vương chắc mượn được đặng quạt thôi. Một là quạt tắt lửa cho tôn sư đi thỉnh kinh, hai là trừ hỏa hoạn cho lê dân cấy gặt, ba nữa là tôi khỏi giữ núi ấy, còn như đại thánh ân xá cho về trời. Tôn Hành Giả mới hỏi: núi Tích Lôi phía nào, đi chừng mấy dặm? Thổ địa nói: ở tại chánh hướng nam, đây qua đó cách 3000 dặm. Tôn Hành Giả nghe nói, truyền Bát Giới Sa Tăng bảo hộ sư phụ và dặn thổ địa ra vỏ chỉ Tam Tạng mà đợi mình. Dặn rồi, Cân Đầu Vân nhảy qua núi Tích Lôi, đi tới cội tòng, thấy một nàng nhan sắc như tiên, đường hái hoa huệ. Tôn Hành Giả bước tới vái hỏi rằng: chẳng hay cô đi đâu vậy? Nàng ấy ngó thấy tướng dữ tợn, lỡ bề không biết tới lui, mới run lập cập gượng gạo đáp rằng: người ở đâu, dám tới đây mà hỏi thăm ai đó? Tôn Hành Giả nói: tôi ở núi Túy Vân mới tới nên chưa biết đường, chẳng hay đây có phải núi Tích Lôi chăng? Nàng ấy nói phải. Tôn Hành Giả mới hỏi: chẳng hay động Ma Vân ở đâu? Nàng ấy hỏi: người tìm động làm chi? Hành Giả nói: tôi ở động Ba Tiêu, vâng lệnh Thiết Phiến công chúa mà qua rước Ngưu Ma Vương. Nàng ấy nghe nói Đỗ Chỉnh Tương mắng lớn rằng: còn mọi khốn nạn không biết điều, từ khi Ngưu Ma Vương về với ta chưa đặng 2 năm, ta đã gửi cho nó những đồ nữ trang vàng bạc châu báu, gấm liệu lũa hàng không biết bao nhiêu mà kể. Hết gạo thì lấy gạo, hết tiền thì lấy tiền, năm nào cũng vậy, chẳng tháng nào không. Đã ăn ngập mặt mà không biết hổ mình, lại còn đòi rước Ngưu Ma Vương về làm chi? Khi ấy Tôn Hành Giả nghe giọng nói ghen, biết là Ngọc Diện công chúa, cố ý lấy thiết bảng hét lớn nói rằng: bì là con mất nết, đem của mà mua chồng, ấy là gã mà bù của, hãy còn không biết hổ người, lại còn mắng ai nữa. Ngọc Diện công chúa kinh hãi, vừa chạy vừa run. Tôn Hành Giả làm bộ đuổi theo, mặt lớn dọa dẫm. Còn Ngọc Diện công chúa tới cửa động chen vào, dậy đóng cửa lại. Tôn Hành Giả đứng xem phong cảnh ngoài rào. Khi ấy Ngưu Ma Vương đứng nằm coi sách trong phòng. Ngọc Diện công chúa chạy vào, thở chẳng ra hơi, nhào đại lên bụng Ngưu Ma Vương, cào má gãi tai mà khóc. Ngưu Ma Vương vuốt ve mà cười rằng: mỹ nhân đừng tủi, có chuyện chi thời nói cho rành. Ngọc Diện công chúa mắng rằng: cũng tại con ma già nó hại tôi gần chết. Ngưu Ma Vương mới cười: chả chuyện chi mà mắng ta như vậy, muốn tập hỗn phải không? Công chúa mới nói: bởi tôi không có người làm chủ mới chịu bao hao tổn, kiếm người coi giềng mối giang san, nghe thiên hạ đồn mình là quân tử anh hùng, này mới rõ là tay sợ vợ. Ngưu Ma Vương ôm Ngọc Diện công chúa mà rằng: có chuyện chi thì nói cho rành, nếu ta có không phải điều chi cũng biết xử mình chịu lỗi.
Công chúa mới nói: "Tôi mới đi ra động mà hái bông hoa huệ, xảy gặp một tên sãi như thiên lôi lại bái tôi một cái. Tôi mới kinh hồn gượng hỏi là ai. Nó mới nói: Thiết phiến công chúa cậy đi rước Ngưu Ma Vương. Tôi mới tức mình nói phải quấy một đôi điều. Sãi ấy gặp tôi một hồi rồi vác heo theo rượt mà đập. May tôi chạy mau mới thoát khỏi, phải chậm chân đã chết rồi. Ấy không phải vì lách mình mà mắc họa sao?" Ngưu Ma Vương nghe nói liền vút về dỗ dành. Giây phút Ngọc Diện công chúa mới hết giận. Ngưu Ma Vương mới nói: "Chẳng dám nói giấu mỹ nhân, tuy động ba tiêu ở trẻ mặc rộng, chớ thanh tịnh nghiêm trang lắm. Còn thiết phiến công chúa là tiên nữ, không phải tầm thường đâu. Dầu con trai nên 10 cũng không cho vào cửa động. Lẽ nào lại cậy hòa thượng ấy mà qua rước ta? Có khi con yêu nào nó giả hình, tìm ta có chuyện chi đó, để ta đi coi thử là ai." Nói rồi nai nịt, cầm côn sắt ra cửa động kêu lớn hỏi rằng: "Ai dám tới động ta hành hung?" Tôn hành giả ngó thấy Ngưu Ma Vương mập mạnh hơn xưa, liền xốc áo bái mà hỏi rằng: "Huynh trưởng, nhìn biết em chăng?" Ngưu Ma Vương nói: "Người có phải Tế Thiên Đại Thánh không?" Tôn hành giả nói: "Phải phải, từ ấy đến nay cách mặt anh lâu lắm. Hồi nãy tôi gặp một người con gái hỏi thăm mới ra mối, tìm đến đây thấy tướng phỉ mỹ, tôi mừng biết chừng nào." Ngưu Ma Vương mới nạt: "Người đừng có giả miệng, ta nghe người làm loạn thượng giới, bị Như Lai đè dưới Ngũ Hành Sơn, sau lại nghe ngươi khỏi nạn bảo hộ Tam Tạng Thỉnh Kinh, sao lại hại con ta là Ngưu Thánh Anh tại Hỏa Vân Động, bây giờ còn kiếm ta làm chi?" Tôn hành giả bái mà thưa rằng: "Xin anh đừng nói hiếp em tội nghiệp, bởi lệnh lang bắt thầy tôi quyết lòng ăn thịt, tôi chẳng hề dám gần nó mà làm hại nỗi gì. Sau Quan Âm độ nó tu hành theo về Nam Hải, nay đã thành chánh quả rồi, làm đến thiện tài đồng tử, khoái lạc tiêu diêu. Xin lỗi với anh, chứ sợ anh còn thua nó, sao anh lại trách tôi?" Ngưu Ma Vương mới nạt: "Đừng có ngụy biện." Ngộ Không mới nói: "Cơ khổ thôi, người hồi nãy là nhị tẩu đó sao? Bởi tôi thăm anh mà người ấy mắng tôi, không dè là chị, nên tôi nổi nóng làm oai mà dọa cho chạy. Nếu tôi quyết giết thời còn chi, nay anh nói mới hay, xin anh rộng lượng, dung tha sự lỗi lầm." Ngưu Ma Vương nói: "Ngỡ là người biết, chớ lỗi lầm ta chẳng chấp chi. Thôi, nghĩa tình cũ nghĩa xưa, ta tha tội cho, hãy lui về cho rảnh." Tôn hành giả mới nói: "Anh rộng lượng thứ tội, em đội ơn vô cùng. Xong còn cầu một chuyện này, xin anh giúp dùm." Ngưu Ma Vương nổi giận mắng rằng: "Con khỉ này không biết phải quấy, ta đã tha tội, đáng lẽ thời lui gót cho mau, còn cần câu chuyện gì?" Tôn hành giả mới nói: "Thiệt tình không dám dối anh, bởi tiểu đệ bảo hộ đường tăng qua Hỏa Diệm Sơn không đặng. Nghe đồn tàu tàu có quạt ba tiêu, trị lửa ấy mới đặng. Em đến nhà của anh năn nỉ mượn quạt, tàu tàu chẳng cho. Bởi ấy cho nên em mới tìm đến đây lạy anh. Xin anh mở lòng trời đất, đi với em về động nói với đại tàu cho em mượn quạt, rồi đem trả tức thời." Ngưu Ma Vương nghe nói nổi nóng mắng rằng: "Người nói nhiều lời vô lễ, ta chắc ngươi mượn quạt không đặng, chắc làm nhục vợ ta, rồi lại rượt ái thiếp ta chạy nữa. Lời cổ ngữ nói, thế thiếp của bằng hữu chẳng nên khinh, người đã khinh thế thiếp của ta, hãy chịu một gậy đây." Tôn hành giả nói: "Anh đánh bao nhiêu em cũng không sợ, song thiệt tình mượn quạt mà thôi." Ngưu Ma Vương mới nói: "Nếu người cự nổi với ta ba hiệp thì ta bảo vợ ta cho mượn quạt, bằng đánh không lại thì ta đập chết mà rửa hận." Nói rồi đập một thiết côn, Tôn hành giả đỡ rồi đánh lại. Đánh dư trăm hiệp mà sức cũng cầm đồng,